Sáng nay tại thành phố Huế, Bộ Nội vụ phối hợp với Ủy ban Nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế tổ chức lễ khai mạc lớp tập huấn cho cán bộ công chức nữ lãnh đạo quản lý cấp sở, cấp phòng thuộc các tỉnh miền Trung và Tây Nguyên. Dự khai mạc lớp tập huấn có Thứ trưởng Bộ Nội vụ Triệu Văn Cường, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Văn Phương và đại diện lãnh đạo các sở ban ngành của tỉnh. Phát biểu khai mạc, Thứ trưởng Triệu Văn Cường thông tin Việt Nam đã có những tiến bộ đáng kể và ngày càng có nhiều phụ nữ giữ các trọng trách quan trọng trong cấp ủy đảng, bộ máy nhà nước, cả cấp chính quyền và thể hiện được vai trò và đóng góp của mình trong công cuộc phát triển đất nước. Tỷ lệ nữ ủy viên Bộ Chính trị và ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng đã tăng trong 3 nhiệm kỳ liên tiếp, đã có 14 trên 30 bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc chính phủ và 16 trên 63 địa phương có lãnh đạo nữ. Thứ trưởng Bộ Nội vụ đề nghị các học viên sẽ tiếp tục phát huy vai trò của nữ lãnh đạo quản lý để thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị được giao. Về phía tỉnh Thừa Thiên Huế, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Văn Phương khẳng định tỉnh luôn quan tâm tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất để cán bộ lãnh đạo nữ phát huy các thế mạnh của mình. Trong thời gian qua, tỉnh đã ban hành nhiều văn bản quan trọng để lãnh đạo chỉ đạo thực hiện tốt sự nghiệp bình đẳng giới và sự tiến bộ của nữ giới, trong đó nhấn mạnh mục tiêu tăng cường sự tham gia lãnh đạo quản lý của cán bộ nữ thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Chương trình tập huấn lần này sẽ được tổ chức thành hai lớp, các học viên sẽ được nghe báo cáo hai chuyên đề về kỹ năng mềm dành cho các nhà lãnh đạo nữ thời hiện đại và chuyên đề về bình đẳng giới, hạnh phúc của người phụ nữ.